Mình đang nghĩ đến việc mua một nhà hàng, vì vậy mình đến hỏi chủ sở hữu hiện tại phân phối lượng khách hàng mà bạn nhận được mỗi ngày là bao nhiêu. Và anh ấy nói, mình đã tìm ra điều đó. Và anh ấy đưa cho mình phân phối này ở đây. Về cơ bản nói rằng 10% khách hàng của anh ấy đến vào thứ hai, 10% vào thứ ba, 15% vào thứ tư, vân vân và vân vân. Họ đóng cửa vào chủ nhật. Vì vậy đây là 100% khách hàng trong một tuần. Nếu bạn cộng lại bạn được 100%, mình rõ ràng là hơi nghi ngờ. Vì vậy mình quyết định xem phân phối mà anh ấy mô tả có thực sự phù hợp với dữ liệu quan sát được hay không. Vì vậy mình thực sự quan sát số lượng khách hàng khi họ đến trong tuần, và đây là những gì mình nhận được từ dữ liệu quan sát của mình. Vì vậy để tìm hiểu xem mình muốn chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết của anh ấy ngay tại đây, mình sẽ làm một kiểm định giả thuyết một chút. Vì vậy mình sẽ đưa ra giả thuyết không là phân phối của chủ sở hữu. Vì vậy đó là điều này ngay tại đây là chính xác. Và sau đó giả thuyết thay thế sẽ không đúng, rằng nó không phải là một phân phối chính xác, rằng mình không nên cảm thấy hợp lý khi dựa vào điều này. Nó không đúng, mình nên bác bỏ phân phối của chủ sở hữu. Và mình muốn làm điều này với mức ý nghĩa là 5%. Hoặc một cách nghĩ khác, mình sẽ tính toán một thống kê dựa trên dữ liệu này ngay đây. Và nó sẽ là thống kê chai bình phương, hoặc một cách khác để xem nó là thống kê mà mình sẽ tính toán có phân phối xấp xỉ chai bình phương. Và cho rằng nó có phân phối chai bình phương với một số bậc tự do nhất định. Và chúng ta sẽ tính toán điều đó. Điều mình muốn xem là xác suất nhận được kết quả này, hoặc nhận được kết quả như thế này, hoặc kết quả cực trị hơn, nhỏ hơn 5%. Nếu xác suất nhận được kết quả như thế này, hoặc điều gì đó ít có khả năng hơn thế này, là dưới 5%, thì mình sẽ bác bỏ giả thuyết không. Về cơ bản chỉ bác bỏ phân phối của chủ sở hữu. Nếu mình không được, nếu mình nói, này, xác suất nhận được thống kê chai bình phương cực trị này trở nên lớn hơn alpha của mình, hơn mức ý nghĩa của mình, thì mình sẽ không bác bỏ nó. Mình không có lý do gì để thật sự cho rằng anh ta đang nói dối. Vì vậy hãy làm điều đó. Vì vậy để tính toán thống kê chai bình phương, những gì mình sẽ làm là, vì vậy ở đây chúng ta giả định rằng phân phối của chủ sở hữu là chính xác. Vì vậy giả sử phân phối của chủ sở hữu là chính xác, điều gì sẽ xảy ra? Vì vậy chúng ta đã kỳ vọng tỷ lệ phần trăm ở đây, như những gì chúng được quan sát thấy. Vì vậy để mình viết điều này tại đây, kỳ vọng. Mình sẽ thêm một hàng khác, kỳ vọng. Vì vậy chúng ta kỳ vọng 10% tổng số khách hàng trong tuần đó sẽ đến vào thứ hai, 10% tổng số khách hàng của tuần đó sẽ đến vào thứ ba, 15% đến vào thứ tư. Bây giờ để tìm ra con số thực tế là bao nhiêu, chúng ta cần tính tổng số khách hàng. Vì vậy chúng ta hãy cộng những con số này ngay tại đây. Vì vậy chúng ta có, mình sẽ lấy máy tính ra. Vì vậy chúng ta có 30 cộng 14 cộng 34 cộng 45 cộng 57 cộng 20. Vì vậy có tổng cộng 200 khách hàng đã đến nhà hàng vào tuần đó. Vì vậy để mình viết ra điều này. Vì vậy điều này bằng, vì vậy mình đã viết tổng số ở đây. Đừng quan tâm những cái này. Mình đã có 200 khách hàng đến trong tuần. Vậy con số kỳ vọng vào thứ hai là bao nhiêu? Vào thứ hai chúng ta kỳ vọng sẽ có 10% trong số 200 người đến. Vì vậy đây sẽ là 20 khách hàng, 10% nhân với 200. Vào thứ ba 10% khác. Vì vậy chúng ta kỳ vọng sẽ có 20 khách hàng. Thứ tư 15% của 200 tức là 30 khách hàng. Vào thứ năm chúng ta kỳ vọng sẽ có 20% trong số 200 khách hàng. Vì vậy nó sẽ là 40 khách hàng. Sau đó vào thứ sáu 30% nó sẽ là 60 khách hàng. Và sau đó vào thứ sáu 15% một lần nữa, 15% trong số 200 sẽ là 30 khách hàng. Vì vậy nếu phân phối này là chính xác, đây là con số thực tế mà mình kỳ vọng. Bây giờ để tính toán thống kê chai bình phương, về cơ bản chúng ta chỉ cần, để mình cho bạn xem. Và thay vì viết chai, mình sẽ viết hoa x bình phương. Đôi khi ai đó sẽ viết chữ chai trong tiếng Hy Lạp thực sự ở đây, nhưng mình sẽ viết x bình phương ở đây. Và để mình viết theo cách này, đây là thống kê chai bình phương của chúng ta, nhưng mình sẽ viết nó với chữ x viết hoa thay vì chữ chai, vì điều này sẽ có phân phối xấp xỉ chai bình phương. Mình không thể cho rằng nó là chính xác, vì đây là nơi chúng ta đang giải quyết các phép tính gần đúng như tại đây, nhưng nó khá đơn giản để tính toán.
đối với mỗi ngày chúng ta lấy hiệu giữa các giá trị được quan sát và kỳ vọng. Vì vậy nó sẽ là 30 trừ 20. Mình sẽ làm cái đầu tiên với mẫu của nó, bình phương chia cho kỳ vọng. Vì vậy về cơ bản chúng ta đang tính toán bình phương của hầu như bạn có thể có sai số của những gì chúng ta quan sát và kỳ vọng hoặc hiệu giữa những gì chúng ta quan sát và kỳ vọng. Chúng ta đang chuẩn hóa nó theo kỳ vọng ngay tại đây. Nhưng chúng ta sẽ lấy tổng của tất cả những điều này. Vì vậy mình sẽ làm tất cả với màu vàng. Vậy cộng với 14 trừ 20 bình phương trên 20 cộng với 34 trừ 30 bình phương trên 30 cộng, mình sẽ tiếp tục ở đây, 45 trừ 40 bình phương trên 40 cộng với 57 trừ 60 bình phương trên 60 và cuối cùng cộng 20 trừ 30 bình phương trên 30. Mình chỉ lấy quan sát trừ đi kỳ vọng bình phương trên kỳ vọng. Mình đã lấy tổng của nó. Và đây là những gì cho chúng ta thống kê trai bình phương của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy tính toán con số này sẽ là gì. Vì điều này sẽ bằng, mình sẽ làm ở đây để không bị hết chỗ. Vậy chúng ta sẽ làm bằng màu mới. Chúng ta sẽ làm bằng màu cam. Đây sẽ bằng 30 trừ 20 là 10 bình phương. 100 chia cho 20 là được 5. Mình có thể không tính nhẩm được tất cả như thế này. Cộng, thật ra để mình viết nó theo cách này để bạn có thể thấy những gì mình đang làm. Cái này ở đây là 100 trên 20 cộng 14 trừ 20 bằng âm 6 bình phương là dương 36. Vì vậy cộng 36 trên 20 cộng 34 trừ 30 là 4, bình phương là 16. Vì vậy cộng 16 trên 30 cộng 45 trừ 40 là 5 bình phương là 25. Vì vậy cộng 25 trên 40 cộng với hiệu ở đây là 3 bình phương là 9. Vì vậy nó là 9 trên 60. Cộng, chúng ta có một hiệu của 10 bình phương là cộng với 100 trên 30. Và điều này bằng, và mình sẽ chỉ lấy máy tính ra cho việc này. Đây là bằng, chúng ta có 100 chia cho 20 cộng 36 chia 20 cộng 16 chia 30 cộng 25 chia 40 cộng 9 chia 60 cộng 110 cộng 100 chia 30 bằng 11,44. Vì vậy để mình viết ra. Vì vậy cái này ở đây sẽ là 11,44. Đây là thống kê chai bình phương của mình, hoặc chúng ta có thể gọi nó là x viết hoa bình phương. Đôi khi bạn sẽ viết nó dưới dạng chai bình phương, nhưng thống kê này sẽ có xấp xỉ phân phối chai bình phương. Dù sao với điều đó đã nói, hãy tìm xem nếu chúng ta giả sử rằng nó gần như là phân phối chai bình phương, thì xác suất để nhận được một kết quả ở cực trị này, hoặc ít nhất là cực trị này, mình đoán là một cách nghĩ khác về nó. Hay một cách nói khác, đây có phải là một kết quả cực trị hơn giá trị chai bình phương tới hạn, mà có 5% cơ hội nhận được một kết quả cực trị. Vì vậy hãy làm theo cách đó, hãy tìm ra giá trị chai bình phương tới hạn. Và nếu điều này cực trị hơn thế, thì chúng ta sẽ bác bỏ giả thuyết không của mình. Vì vậy hãy tìm ra cái giá trị chai bình phương tới hạn của chúng ta. Vì vậy chúng ta có một alpha là 5%, và thực ra cái khác chúng ta phải tìm ra là bậc tự do. Các bậc tự do chúng ta đang lấy 1, 2, 3, 4, 5, 6 tổng. Vì vậy bạn có thể bị lầm khi nói bậc tự do là 6. Nhưng một điều cần nhận ra là nếu bạn có tất cả thông tin này ở đây, bạn thực sự có thể tìm ra phần thông tin cuối cùng này. Vì vậy bạn thực sự có 5 bậc tự do. Khi bạn chỉ có n điểm dữ liệu như thế này và bạn đang đo lường loại quan sát so với kỳ vọng, bậc tự do của bạn sẽ là n-1. Vì bạn có thể tìm ra điểm dữ liệu thứ n đó chỉ dựa trên mọi thứ khác mà bạn có, tất cả các thông tin khác. Vì vậy bậc tự do của chúng ta ở đây sẽ là 5, đó là n-1. Vì vậy mức ý nghĩa chúng ta sẽ là 5%, và bậc tự do của chúng ta cũng sẽ bằng 5. Vì vậy hãy xem phân phối chai bình phương của chúng ta. Chúng ta có bậc tự do, chúng ta có mức ý nghĩa là 5%,
và vì vậy giá trị chai bình phương tới hạn là 11,07. Vì vậy chúng ta nhìn vào đồ thị này, vì vậy chúng ta có một phân phối chai bình phương với bậc tự do là 5. Vì vậy đó là phân phối này ở đây trong màu đỏ. Và chúng ta quan tâm đến giá trị tới hạn là 11,07. Vì vậy cái này từ đây, bạn thậm chí không nhìn nó trên này. Vậy nếu mình tiếp tục và vẽ thứ màu đỏ này ở đây, nếu đường màu đỏ cứ tiếp tục ở đây, bạn sẽ có 8, ở đây bạn sẽ có 10, ở đây bạn sẽ có 12. 11,07 có thể là một số ngay đằng kia. Vì vậy những gì nó đang nói là xác suất nhận được một kết quả ít nhất là 11,07 là 5%. Vì vậy chúng ta có thể viết nó ngay cả ở đây. Giá trị sai bình phương tới hạn của chúng ta bằng, chúng ta vừa thấy là 11,07. Để mình nhìn lại đồ thị. 11,07. 11,07. Kết quả chúng ta nhận được cho thống kê của mình thậm chí còn ít khả năng hơn thế. Xác suất nhỏ hơn mức ý nghĩa của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ bác bỏ. Vì vậy xác suất để nhận được điều đó, để mình nói theo cách này, 11,44 là gần cực trị hơn mức chai bình phương tới hạn của chúng ta. Vì vậy rất khó có khả năng phân phối này là đúng. Vì vậy chúng ta sẽ bác bỏ những gì anh ấy nói với chúng ta. Chúng ta sẽ bác bỏ phân phối này. Nó không phù hợp nếu dựa trên mức ý nghĩa này.